Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, được sự trợ duyên tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Quý vị thân mến, đây là những con giáp đã bị cuộc đời vùi dập lên xuống, không ngóc đầu lên được, vận đen thì đeo bám, tình cảm trắc trở, bị người thân hiểu lầm và bạn bè xa lánh. Thế nhưng, theo phân tích của các nhà tử vi chiêm tinh học, sau khi bước sang ngày 8 tháng 9 âm lịch, cuộc sống của những con giáp này sẽ bước sang một trang mới. Vận xui qua đi, vẫn may ùn ùn kéo đến, thần tài ban phát tài lộc, công việc hanh thông thuận lợi, tiền bạc ùn ùn kéo về, mua nhà lầu xe hơi, đất đai nhiều vô kể, khiến làng xóm nể phục, bạn bè kính nể, đi đâu cũng được mọi người coi trọng. Xin mời quý vị cùng theo dõi video để biết mình có thuộc những con giáp may mắn này hay không. Tuổi may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay không ai khác là những người tuổi Tỵ. Đây là con giáp đầu tiên có cơ hội chủ. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, các nhà tử vi tướng số cho biết những gia chủ tuổi Tỵ có chi ấn chiếu vận nên sẽ có lợi cho những người làm chức vụ cao hoặc muốn thăng quan tiến chức. Vậy nên những gia chủ tuổi Tỵ hãy ngoại giao với người có tiếng nói trong cơ quan ngay từ bây giờ. Đừng chủ quan, càng khéo miệng, càng nhanh nhẹn càng tốt. May mắn liên tiếp đến với những gia chủ tuổi Tỵ. Xin chúc mừng tuổi Tỵ vì mặt tình cảm cực kỳ khởi sắc nhờ tam hợp cục nâng đỡ. Người độc thân sớm tìm được đối tượng ưng ý nên chú ý tới vẻ ngoài của bạn nhiều hơn. Vợ chồng càng thêm yêu thương, gắn bó khi sắp chào đón thành viên mới trong nhà. Về mặt tài lộc, thăng tiến nhờ hỏa sinh thổ, tiền bạc vào đầy hũ. Nhìn chung, tình hình tài chính của bản mệnh khá lên trông thấy, chi tiêu cũng hào phóng hơn, không còn eo hẹp khổ sở như trước. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Dậu. Trong ngày hôm nay, các chuyên gia tử vi tâm linh dự báo bản mệnh may mắn nhờ tam hợp cục trợ lực trong công việc. Tuổi này làm ăn rất thông minh, ngoại giao giỏi nên khá hút khách. Lộc lá làm ăn đang về cực nhiều nên cứ từ từ mà hưởng thụ, sống có phúc quả là có phần. Về đường tình duyên cũng vượng sắc không kém nhờ thổ dưỡng kim, đào hoa nở rộ nên các bạn độc thân dễ tìm được hạnh phúc cho mình. Bản mệnh còn kết nối khá tốt với mọi người xung quanh, biết tạo thêm cơ hội cho bản thân mình. Trong công việc nhờ có được thực thần cho lộc nên bản mệnh ngày này sẽ có lộc ăn uống, quà cáp hoặc là được cho tiền bất ngờ và có cơ hội trúng số đời đời trong ngày hôm nay. Thu nhập tốt từ việc làm chính dẫn đến việc làm thêm, tiền đổ về túi bạn nhiều hơn bao giờ hết. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi Dậu như sau: tuổi Ất Dậu 1945 và 2005, mệnh Thủy, bạn bè không chất lượng nên nghỉ chơi. Tuổi Đinh Dậu 1957, mệnh Hỏa, lộc lá đến tận cổng nhà, hoan hỉ để đón nhận. Tuổi Kỷ Dậu 1969, mệnh Thổ, chú ý đến sức khỏe, xương khớp nhiều hơn. Tuổi Tân Dậu 1981, mệnh Mộc, sống đừng hiền quá để người ta ăn chặn. Tuổi Quý Dậu 1993, mệnh Kim, miệng hay nói nhưng tâm thì vô cùng trong sạch. Trong ngày hôm nay, những gia chủ tuổi Dậu cần mang theo những màu sắc cát tường là màu đỏ và màu cam. Bên cạnh đó, các bạn hay tìm và chơi, hợp tác, làm ăn với những người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Đây là những con giáp thuộc bộ lục hợp và tam hợp quý nhân sẽ giúp những người tuổi Dậu gặp được nhiều may mắn hơn trong ngày hôm nay. Đó là con giáp may mắn thứ hai trong ngày hôm nay. Con giáp may mắn thứ ba ta xét đó là những người tuổi Tý. 3. Tuổi Tý. Thưa quý vị, các chuyên gia tử vi tâm linh học cho biết, trong ngày hôm nay tuổi Tý được cục diện lục hợp nâng đỡ, nên làm gì cũng thuận lợi, bản tính thông minh nhanh nhẹn nên đánh đâu thắng đó, đường công danh sự nghiệp rộng mở. Đây là thời điểm thích hợp để tuổi này thực hiện một loạt kế hoạch đã ấp ủ từ lâu. Bên cạnh đó lại có thiên tài chiếu vận, mang đến may mắn trong đường tiền bạc, đặc biệt là những bạn muốn đặt may mắn vào trúng thưởng, xổ số. Tuy nhiên, thần tài cảnh báo, Tý lộc không trường tồn, nếu ham mê phát tài nhanh thì rất dễ vỡ nợ. Để có được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ,
hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. May mắn về mặt tiền bạc, nhưng chuyện tình cảm chịu ảnh hưởng từ cục diện thổ khắc thủy nên ảm đạm hơn. Có vẻ bạn đang quá tin người và dễ bị lừa trong chuyện yêu đương, bạn bè. Sống hiền lành quá đôi khi lại chính đang tạo điều kiện cho người khác ức hiếp nhé tí. Tiếp theo là chi tiết tuổi như sau. Tuổi Giáp Tý 1984 mệnh kim, sống tốt thì không sợ hàng xóm nói xấu. Tuổi Bình Tý 1996 mệnh thủy, chi tiêu hợp lý để có tiền lo cho chuyện trong nhà. Tuổi Mậu Tý 1948 và 2008 mệnh hỏa, hạnh phúc là sáng dậy vẫn có đủ sức khỏe. Tuổi Canh Tý 1960 mệnh thổ, từ chối đúng lúc cũng là một đức tính tốt. Tuổi Nhâm Tý 1972 mệnh mộc, hiền quá nên hay bị nhiều không công. Trong ngày hôm nay, những gia chủ tuổi Tý cần mang theo những màu sắc cát tường là màu đỏ và màu cam. Bên cạnh đó, các bạn hãy tìm và chơi, hợp tác làm ăn với những người tuổi Sửu, tuổi Thân và tuổi Thìn. Đây là những con giáp thuộc bộ lục hợp và tam hợp quý nhân sẽ giúp người tuổi Tý gặp được nhiều may mắn hơn trong ngày hôm nay. Đó là con giáp may mắn thứ 3 trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong 3 con giáp trên hay không? Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi video để biết con giáp may mắn tiếp theo là tuổi nào và mình có thuộc trong những con giáp này hay không nhé. Tuổi may mắn thứ 4 trong ngày hôm nay là những người tuổi Ngọ. 4. Tuổi Ngọ. Thưa quý vị, trong lá số tử vi của người tuổi Ngọ được các nhà tử vi học cho biết có thiên ấn trợ lực trong con đường sự nghiệp nên khá may mắn trong ngày hôm nay. Bạn có một ngày thảnh thơi, không còn vướng bận đến công việc, có tiếng nói trong nhóm ở cơ quan. Tuy nhiên cần khiêm tốn để mọi việc được suôn sẻ. Vận trình tài lộc ở mức khá tốt, tiền tài hanh thông nhờ cục diện hỏa sinh thổ. Khả năng cao bạn sẽ bỏ túi số tiền không nhỏ, đủ để trang trải cuộc sống và thúc đẩy bạn kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Tương lai cực kỳ rạng ngời, ánh đang chờ đón bạn ở phía trước. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần phải luôn mang bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tính cách của tuổi Ngọ cực đoan, dễ phạm tiểu nhân, quan hệ, người thân gần ít xa nhiều vì lâm tương hại. Anh chị em họ hàng có nhiều nhưng toàn ở xa, không được nhờ, toàn phải dựa vào sức mình, nay gặp khó khăn cũng phải chật vật, tự lo lắng hết mọi chuyện. Chi tiết từng tuổi như sau, tuổi Giáp Ngọ 1954 mệnh kim, cái tâm nó thể hiện ở hành động. Tuổi Bính Ngọ 1966 mệnh thủy, đừng tin tưởng những người ưa nịnh. Tuổi Mậu Ngọ 1978 mệnh hỏa, chân thành quá mức cũng không tốt. Tuổi Canh Ngọ 1990 mệnh thổ, tuy vụng về nhưng sống rất biết điều. Tuổi Nhâm Ngọ 1942 và 2022 mệnh mộc nên sẽ bớt bạn bè, xã giao không biết điều. Như vậy là chúng ta đã xét xong 4 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Con giáp may mắn thứ 5 trong ngày là những người tuổi Hợi. 5. Tuổi Hợi. Hôm nay bản mệnh được chính quan độ vận nên công việc cực kỳ khởi sắc, dù là ngày cuối tuần. Bạn có thể đặt niềm tin vào công việc mới, thi cử, chuyển công tác. Sắp tới bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao về thành tích cũng như công sức mà mình bỏ ra. Quan hệ xã giao hài hòa, tình cảm tốt đẹp nhờ tam hội chiếu vận. Bạn có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể nâng đỡ sự nghiệp cho mình. Bản mệnh cũng nhận được tin tức tích cực từ người thân ở xa nhắn về. Đây là ngày cực hợp tuổi Hợi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Nhưng vì thổ khắc thủy nên Hợi phải biết sức cẩn thận trong chuyện tiền bạc, tuyệt đối không được cho người khác mượn xe, mượn tiền hay ở nhờ, kẻo mất mát tiền bạc không có cách xử lý ra sao cho ổn thỏa. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Hợi 1995 mệnh hỏa nên quan tâm đến chuyện tiền bạc. Tuổi Đinh Hợi 1947 và 2007 mệnh thổ, gần đây có nhiều việc cần phải giải quyết. Tuổi Kỷ Hợi 1959 mệnh mộc, ngồi lê đôi mách không tốt cho bạn. Tuổi Tân Hợi 1971 mệnh kim, bớt suy nghĩ thì tâm sẽ an yên. Tuổi Quý Hợi 1983 mệnh thủy, sức khỏe của người tuổi này không được tốt. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 5 con giáp may mắn nhất trong ngày 8 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số
0989 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.